2022, năm con hổ, chúc các bạn sức khỏe dồi dào, mang nhiều tiền về cho mẹ hoặc là cho vợ, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhá. Và trong 2021 thì có rất nhiều sản phẩm Huawei mà mình yêu thích, như là mình thích chiếc Huawei FreeBuds Pro, sản phẩm tai nghe bây giờ mình sử dụng chính này, hai chiếc laptop D14 của Huawei, đều là các sản phẩm thông minh, tiện ích và cũng như thiết kế hấp dẫn. Và trong năm qua thì có một sản phẩm mà Travis rất là thích luôn, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến lúc trải nghiệm nó, đó là chiếc đồng hồ Huawei Watch GT3. Một thiết bị cực kỳ phù hợp dành cho cái thời buổi dịch bệnh hiện tại, khi mà chúng ta dễ dàng theo dõi sức khỏe hay là chăm sóc tập thể dục thể thao. Vậy nên nói về cái dòng sản phẩm mình thích nhất năm qua của Huawei á, thì đó là ta-da! Đây là Huawei MateView. Nó là cái màn hình cực kỳ tuyệt vời dành cho công việc. Ngoài ra, về cuối năm chúng ta có rất nhiều sản phẩm thú vị khác, như là chiếc Huawei FreeBuds Lipstick mà chị em cực kỳ mong chờ, và chiếc Huawei P50 Pocket mà Payo rất muốn được trên tay. Vậy năm 2021 của các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cho chúng mình nha. Happy New Year!